Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Xuân Bách, hiện tại đang là sinh viên khóa 2 lớp FP, Đại học GDX. Thì hôm nay mình sẽ làm bài tập thực hành môn Word cơ bản. Đó là đầu tiên là mình sẽ sử dụng việc bài tập cuối cùng là quẹ xoay ngang trang chẵn lẻ bất kỳ và tạo header footer cho một trang cho trang lẻ hai chẵn lẻ khác nhau. Thì đầu tiên mình sẽ làm bài tập xoay ngang trang chẵn lẻ. Thì giờ hiện tại mình sẽ vào đây, vào đầu trang mình sẽ chọn layout, chọn break, chọn continuous. Thì xong mình sẽ và mình sẽ sử dụng để chẵn lẻ cho một trang bất kỳ, đánh xoay ngang dọc bất kỳ layout, chọn operation, xoay ngang cho trang một. Đầu tiên là trang một, bây giờ mình sẽ xoay ngang rồi sao giờ mình sẽ có được trang số 1 và trang số 3 đã. Đấy, giờ mình sẽ quay trở lại vào layout dạng break continuous, để chọn phần này mình vào layout mình sẽ này mình sẽ đầu tiên